thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn với những cán bộ chiến sĩ, người lao động nơi hải đảo trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam đã tổ chức lễ phát động chương trình Xuân Biển Đảo năm 2021. Chương trình thực hiện từ nay đến hết tháng 2 năm 2021. Chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên Tổng Công ty phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện thuộc Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Việt Nam, các cơ sở đoàn trong tỉnh vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí tặng quà cán bộ chiến sĩ công tác tại chín đảo Trường Sa Lớn, Đá Lát, Tiên Nữ, Đá Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Sông Tử Tây, Sơn Ca, An Bang thuộc quần đảo Trường Sa và các nhà giàn JK1, Tàu Hải Đăng 05. Trong lễ phát động chương trình Xuân Biển Đảo năm 2021, Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Việt Nam đã trao 28 suất quà, tổng trị giá 84 triệu đồng cho các thủy thủ đang làm việc tại các trạm hải đăng và các chiến sĩ hải quân đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Tặng 47 suất quà, tổng trị giá 136 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình công nhân bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2020. Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam cũng trao tặng 154 suất quà, tổng trị giá hơn 231 triệu đồng cho các tập thể và cá nhân đang làm việc tại các trạm đèn, trạm luồng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc và tặng hơn 3 tấn thịt heo, tổng trị giá gần 230 triệu đồng cho người lao động đang công tác tại 106 trạm đèn, trạm luồng, trạm điều tiết, phương tiện thủy chạy dọc từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kiên Giang. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam trao tặng 13 tủ sách thanh niên, tổng trị giá 22 triệu đồng cho các trạm hải đăng, nhà giàn JK1 và một TV trị giá 5 triệu đồng cho người lao động tại quần đảo Trường Sa.